Hello anh chị em, và mình là James của Tech Covid. Và hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau và mình sẽ chia sẻ một cái chủ đề. Đấy là khi mà thị trường tạo đáy thì chúng ta nên mua cổ phiếu nào, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã thấy là thị trường hiện tại thì đã trải qua một cái cú giảm hiện tại, đúng không ạ? Là từ tháng 4 đến nay thì thị trường đã có trải qua một cái phiên giảm với cái số điểm là khoảng 376 điểm, tương đương với một mức giảm là 24%, đúng không ạ? 24,5%. Bây giờ từ đầu năm đến giờ là index gãy khoảng tầm 25%, mà anh chị em cũng thấy là index cũng đã thủng khỏi cái vùng 1.200, đúng không ạ? Sau đó thì quay đầu tăng trở lại. Rồi ok, vậy thì với chúng ta, vậy thì xu hướng sắp tới thì chúng ta cũng đã biết, đúng không ạ, là nó sẽ phải có những cái nhịp hồi phục lên, rồi sau đó là điều chỉnh và thị trường nó sẽ chuyển đổi sang tích lũy đi ngang để chuẩn bị cho một cái nhịp sóng tăng tiếp theo. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ làm gì trong giai đoạn này? Tất nhiên thì nó sẽ có những xuất hiện những cái cơ hội mà người ta gọi là mua sóng hồi phục, còn một số anh chị em gọi là bắt đáy, đúng không ạ, là mua sóng hồi trong giai đoạn này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là mua được cái gọi là sóng hồi hay mua được những cổ phiếu nó khỏe nhất, thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ với anh chị em một số góc nhìn là làm thế nào để chúng ta có thể là lựa chọn được cái nhóm cổ phiếu khỏe nhất để chúng ta giao dịch. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy thị trường ấy, thì trong giai đoạn vừa rồi thì nó giảm, nó chia làm hai nhịp, đúng không ạ, hai phase. Một nhịp đầu tiên này thủng về 1.263 và sau đó là hồi phục lên 1.357. Sau đó lại là một nhịp tiếp theo là trong tháng này, đúng không ạ, giảm hơn 200 điểm, sau đó thì hôm nay bắt đầu hồi phục. Vậy thì trong cái giai đoạn 1 anh chị em thấy có rất nhiều cổ phiếu nó đã giảm từ trước đấy rồi, đúng không ạ, trong cả giai đoạn mà từ tháng 1 đến tháng 4 có rất nhiều cổ phiếu nó đã giảm rồi, và sau đó nó giảm rất mạnh ở cái thời điểm mà đến khoảng tầm 25 tháng 4. Và ở cái thời điểm sau anh chị em thấy là bắt đầu là những cái con cổ phiếu mà gọi là tăng từ trước đấy, những con cổ phiếu mạnh ví dụ như hóa chất, cảng biển, rồi phân bón, thì đến giai đoạn này thì nó mới bắt đầu giảm, đúng không ạ? Kể cả những cái con cổ phiếu khỏe như FPT thì giai đoạn này mới giảm. Vậy thì nếu mà để lựa chọn để mà bắt đáy, đúng không ạ, khi mà thị trường confirm tạo đáy, thì anh chị em sẽ có gọi là hai lựa chọn để chúng ta lựa chọn. Thứ nhất là những nhóm cổ phiếu nó vẫn giữ được cái xu hướng kể cả khi mà thị trường nó gãy trong giai đoạn vừa rồi. Và nhóm thứ hai đơn giản hơn là những cổ phiếu nó đã giảm rồi, trong cái giai đoạn 1 này giảm rất mạnh, và sau đó trong cái giai đoạn này nó không giảm nữa, nó dừng giảm, nó giảm ít hơn và sau đó là diện ngưng. Thì ở đây chúng ta sẽ có một công cụ thì thông thường mình hay sử dụng, đấy là cái công cụ trên website Tech Profit, là công cụ sức mạnh cổ phiếu. Thì ở đây nó là biểu đồ ngành, thì anh chị em sẽ thấy, đúng không ạ, là nó sẽ có những cái nhóm ngành mà khỏe index, thì ở đây anh chị em thấy điểm đều là âm của nghĩa gì ạ? Hầu hết các ngành, các nhóm cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi thì đều giảm điểm. Đấy, từ bất động sản thương mại này, đúng không ạ, năng lượng tái tạo, rồi dầu khí, rồi banh, tất tần tật thì đều giảm, thậm chí là giảm mạnh hơn index, đúng không ạ. Những cái nhóm mà chưa giảm ở trên thì nó giảm ít hơn, và có thể là đến thời điểm hiện tại nó mới giảm. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn nhóm nào? Thì theo mình nên lựa chọn cái nhóm gọi là gì ạ? Thứ nhất là nói về những cái cổ phiếu gọi là không giảm nhiều trong giai đoạn vừa rồi, thì anh chị em sẽ thấy nếu mà để lựa chọn thì nó không có quá nhiều option đâu, thì mình chỉ thấy có mỗi RE và FPT. Đấy, không giảm nhiều và nó có gãy và nhanh chóng quay trở lại cái xu hướng, thì đây nó sẽ là hai cái option mà nó khá an toàn để cho anh chị em, để chúng ta có thể là lựa chọn. Anh chị em xem cái phần sức mạnh cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy RE và FPT đi, thì nó cũng gọi là mới bắt đầu gãy qua, đúng không ạ? FPT thì nó nằm ở dưới, RE thì mới gãy qua cái hôm trước. RE đây mới bắt đầu gãy qua, đúng không ạ, gãy trend, sau đó là nhanh chóng một phiên sau nó quay trở lại. Thì nếu là mình sẽ lựa chọn RE khi nào ví dụ như nó về khoảng tầm 6263, đúng không ạ, mua được. Và sau đó thấy là về cái vùng hỗ trợ trong giai đoạn trước, về cái vùng nền trước đấy mà nó không gãy, hoặc là diện chúng ta nhìn thấy là phong tuần nó vẫn giữ trên MA20, sau đó rút chân lên nhanh, thì đây cũng là một cái vùng nền của nó, support cũng tương đối là cứng, đúng không ạ. Và sau đó khi mà giá giảm thì nó không bị giảm nhiều mà nó bị giảm sau, đây cũng là một cái option. Hoặc là FPT thì anh chị em thấy trong ngày hôm nay là hồi phục lên rất nhanh mà nó quay trở lại cái đường xu hướng. Thông thường tưởng ngày hôm qua là gãy rồi, hôm nay thì nó lại
quay trở lại. Thì đây sẽ là những option mà không giảm nhiều mà mình đánh giá là hợp lý, đủ thanh khoản cho anh chị em. À, cái nhóm thứ hai là nhóm đã giảm sâu ấy, đã giảm sâu và sau đó là chúng ta tìm kiếm xem là gì hồi phục nhanh nhất. Thì ở trên cái website Techcomfit thì hiện tại ở trên cái công cụ sức mạnh ngành ấy, nó có một cái rất hay mà anh chị em có thể theo dõi hàng ngày, đấy là xem là mã nào trong giai đoạn hiện tại, đúng không ạ, và ngày hôm nay là mã nào tăng khỏe nhất. Và nếu như anh chị em theo dõi trong mấy ngày trước thì ở đây chúng ta thấy là dầu khí, dệt may, thiết kế xây dựng, những cái nhóm của công ty mà gọi là xây dựng cơ bản đấy, kiểu dạng là FCN, HBC rồi CTD, viễn thông và công nghệ thông tin, đúng không ạ, là FPT hay VGI trong list đấy. Và nhóm chứng khoán thì chúng ta nhìn trong cái năm cái nhóm này dẫn đầu, thực ra mình có xem từ hôm qua thì nó không có nhiều sự thay đổi. Hôm qua là dầu khí và chứng khoán tăng mạnh nhất, và ngày hôm nay thì là gì ạ, dệt may bắt đầu có xu hướng mạnh lên, đúng không ạ, và dầu khí nó vẫn đang là nắm top. Vậy thì nhiều khả năng là gì ạ, đây sẽ là nhóm cổ phiếu mà nó sẽ bật mạnh lên nhất, đúng không ạ, bật mạnh lên nhất rồi. Phân bón vẫn giảm, năng lượng tái tạo cũng là nhóm mà gì ạ, đang có dấu hiệu tăng dần lên nhé. Anh chị em sẽ thấy trong cái list này thì chúng ta sẽ xem là nhóm nào là trong ngày hôm nay nó vẫn đang tăng và tăng mạnh. Hôm nay ngày 17 tháng 5 thì từ đó thì anh chị em sẽ nhìn thấy ví dụ dầu khí, đúng không ạ, chúng ta có thể quan sát một số ngày, mấy ngày gần đây rõ ràng nó khỏe nhất. Vậy thì chúng ta sẽ xem là gì ạ, cổ phiếu nào trong cái list dầu khí nó là cổ phiếu khỏe nhất. Thì ở đây có BSR, OI, PBS, PLX, PPP, PVD, đúng không ạ, thì anh chị em xem là nhóm nào đang chuẩn bị có sức mạnh tương quan là vượt qua VN Index thì chúng ta sẽ sử dụng nó, đúng không, để chúng ta giao dịch. Đấy là một cái ví dụ của mình cho anh chị em để chúng ta có thể sử dụng công cụ để giao dịch, xem dệt may xem là có cổ phiếu nào mà tăng mạnh trong mấy ngày hôm nay không. Đây có VGT đang có dấu hiệu mạnh, nhưng đa phần là các cổ phiếu khác thì nó vẫn đang yếu hơn. VGT, TNG, xem thử MSH này, GIN, VGT, TNG, MSH, TCM, GMC, sợi thế kỷ. Đấy, xem thử xem là cổ phiếu nào khỏe nhất. Ở đây có GMC, STK, xem thử nhá, xem thử chart xem. Thì anh chị em cũng sẽ kết hợp với việc là xem chart để đánh giá nó, xem chart cổ phiếu nữa. Thông thường ấy, là gì, nó hồi phục là gì, khi mà nó về những cái đường hỗ trợ và sau đó nó bật lên, ví dụ như kiểu là STK, đúng không ạ, là nó thủng xuyên qua cái nền rồi, sau đó thì nó quay trở lại, chỉ sau mất 2 ngày, đúng không ạ, quay trở lại cái nền. Và nếu như mà STK quay trở lại vùng 54, mình thấy hoàn toàn là một nhịp mua ăn sóng hồi khá ổn, đúng không ạ. Rồi, đấy, thì đấy là một số cái gợi ý của mình cho anh chị em. Xem từ MSH thôi mà, MSH thì chưa quay lại. Nếu như nó quay trở lại cái vùng nền nó sẽ tốt hơn, hoặc là thậm chí quay trở lại trendline, đúng không ạ, thì nó vẫn còn cách rất xa. Xem VGT nhá, VGT được rồi, đây cũng là đang là những cái cụ nền gọi là tạo đáy này, thì đấy là cách mà mình sẽ lựa chọn để tìm. VGT thì cái trend uptrend nó là vùng giá trên 21, thì nếu như anh chị em có thể giải ngân, đúng không ạ, thì nó giải ngân từ trước đây, chúng ta giải ngân từ trước này một phần, sau đó đợi confirm qua 20, sau đó vượt 21, confirm anh chị em giải ngân nốt, và chúng ta có một cái mốc chặn lỗ là gì, 21, đúng không, 21.5, thì chúng ta chặn lỗ ở đấy, sau đó xem giá đi lên, sau đó thì lên ở những cái vùng ở phía trên có cả thì cũng có thể là gì áp dụng được. Thì hôm qua mình thấy là trong những cái nhóm đấy thì nó sẽ có cả nhóm bất động sản nữa. Bất động sản cũng thấy có những cái dấu hiệu để hồi phục, và đặc biệt này, nhóm chứng khoán. Anh chị em thấy nhóm chứng khoán trong ngày hôm nay là một cái nhóm mà gì ạ, hồi phục rất mạnh, đúng không ạ? Mạnh nhất thì ART thì rồi khỏi nói. EBS cũng thế, đúng không ạ? Thì ở đây anh chị em sẽ xem là những cái mã nào mà nó bắt đầu có cái dấu hiệu gọi là tăng mạnh nhất. Ở đây có HCM, có VND, có SSI, EVF, EVF là gì? EVF chưa đẹp lắm, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thử xem thử khung dài hơn đi. Nó về MA100 tuần, về nền thời điểm tháng 6 năm 2021 nó bắt đầu dừng giảm. Thì thông thường ý, với những cái form trend này anh chị em kể cái đường nối thứ đỉnh này, thì nếu như nó có hồi phục lên, đúng không ạ, thì maximum nó sẽ lên được khoảng tầm 15. Thì anh chị em sẽ thấy là trên cản này, ở cái vùng thứ nhất là cái vùng đáy cũ, đúng không ạ, nó sẽ là một cái cản ở đây, nó sẽ khoảng tầm 14.5 đến 15, sau đó lên 15. Thì đấy nó sẽ là những cái vùng cản trong thời điểm tới của EVF, đúng không ạ? Thì chúng ta xác định là một cái nhịp ăn sóng hồi chẳng hạn. Đây mình đang lấy ví dụ nhé, mình không phải là khuyến nghị anh chị em đâu, mình gợi ý thôi về cách để mình lọc cổ phiếu, đúng không ạ? SSI này, xem thử nhá. SSI cũng thế này, SSI thậm chí nó quay trở lại vùng MA 100 tuần. Rõ ràng đây là một cái option mà chúng ta có thể ăn cái nhịp hồi phục, đúng không ạ?
và chúng ta nhìn trong thời điểm 2018 thì SSI nó cũng sau nhịp sập này, đúng không ạ, thì nó cũng có một nhịp hồi phục lên, và nhịp hồi phục lên ăn cũng khá đậm nhé, đúng không ạ. Nhịp hồi phục này là ăn được khoảng tầm là 25%. Nó tất nhiên sau đó thì nếu như thị trường vẫn chuyển sideways nhé, thì nhóm chứng khoán nó sẽ còn điều chỉnh tiếp, nhưng mà ở đây chúng ta đang nói là sẽ ăn sóng hồi, đúng không ạ. Thì cái nhịp cản, cái vùng cản nó sẽ loanh quanh khoảng tầm vùng 35 cho đến khoảng tầm vùng 41, đúng không ạ. Vậy thì cái vùng khoảng 29 này nó sẽ cho chúng ta cứ tính khoảng tầm 35 đi, cũng là một mức khoảng tầm 26%, đúng không ạ, lên là khoảng tầm 38, nó khoảng tầm 30%. Đấy, nó là nhịp hồi, và thông thường anh chị em thấy sóng hồi nó sẽ bật hồi phục rất nhanh. VND cũng đã có dấu hiệu hồi phục này, VND dấu hiệu hồi phục. VND thì giảm, nói chung là nó chưa giảm sâu như SSI, đúng không ạ, nên là mình cũng có một chút gọi là hơi nghi kỵ và hơi rén tay. Tuy nhiên nó về hỗ trợ nó bắt đầu hồi phục lên, thì nếu như mà anh chị em ăn một cái sóng hồi thì có thể giải ngân một phần, đúng không ạ, chờ đợi lên khoảng tầm cái đường cản chéo đây, nó sẽ là cản, nó sẽ có 28 cho đến khoảng tầm 31. Tất nhiên là nếu mà chúng ta mua, chúng ta xác định luôn cái vùng 22.6 nó sẽ là diện vùng cắt lỗ, rồi sau đó thì anh chị em có thể giải ngân, đúng không ạ. Thì quan trọng là chúng ta có tuân thủ kỷ luật nguyên tắc thôi. Ví dụ lên được 30 thì nó cũng là một nhịp hồi 32%. Mình đang lấy ví dụ thế nhá, HCM thế này, HCM tương tự này, anh chị em thấy là cũng về nền, đúng không ạ, về nền thông thủ, vậy nó sẽ có nhịp hồi phục lên. Trước mắt là khoảng tầm đỉnh cũ đi, đỉnh cũ khoảng tầm 28, đúng không ạ, 28 mà hồi phục lên đỉnh cũ thì nó cũng được khoảng tầm gần 30% rồi. Thì đấy là một số cái cách để mà chúng ta có thể giao dịch 25-30%, từ 26-28. Đấy là nó sẽ là cái cách để chúng ta lựa chọn cổ phiếu mà sóng hồi, đúng không ạ, là nó giảm rất sâu, nó không giảm được nữa, thì đến thời điểm nó sẽ phải bật lên tăng trở lại thôi. Kể cả mà anh chị em quan sát một số cổ phiếu bất động sản ấy, thì chúng ta cũng thấy, ví dụ nhé, thôi mình chỉ đơn giản là ví dụ, mình không, đây không phải khuyến nghị nha, mình đang nói về ví dụ. Thì ví dụ như ngày hôm nay là đất xanh về đến vùng diện 23.5 đỉnh 2018 luôn, thì nó bắt đầu có cái sự hồi phục trở lại. Tất nhiên ở trên nó còn rất nhiều cả, thì chúng ta có thể là thấy cái vùng gọi là kháng cự gần nhất khoảng tầm 30, còn nếu là giữ đẹp hơn khoảng tầm 34, thì được bao nhiêu phần trăm, từ 24 lên 34, đúng không ạ, đâu có ít đâu, 38% ấy, đúng không ạ. Thì ăn những cái sóng hồi thường là những cái sóng nhanh, anh chị em lưu ý điều đấy nhé. Kể cả DXCO này, hôm qua thì đấy, DIG này, đúng không ạ, thì nó không giảm nữa trong khoảng tầm tuần nay rồi, đang dấu hiệu tạo đáy, anh chị em chờ thôi. Sao chọn những cái con cổ phiếu nó khỏe nhất trong cái list, anh chị em lưu ý là hồi phục khỏe nhất. Ví dụ anh chị em xem trong nhóm ngành, đúng không ạ, chọn bất động sản đi, bất động sản thương mại đi, bất động sản thương mại hôm nay hình như là dưới index. Đấy, thì chúng ta lựa chọn xem là những cái nhóm nào mà nó khỏe nhất trong dòng, rất nhiều mã khỏe, rất nhiều những cái mã cổ phiếu, đúng không ạ, thì chúng ta nên gọi là diện xóa đi, chúng ta lọc theo cái danh sách ấy. Mình đang lấy một số ví dụ nhé, HDC, CSC, đây, thôi bỏ qua bất động sản bởi vì thực ra nó chưa phải ngành ăn khỏe hôm nay. Lấy ví dụ khác đi, ở đây là thêm một nhóm nữa, thiết kế xây dựng, đúng không ạ, thiết kế xây dựng cũng khỏe này, ở đây là diện rốt thì thôi bỏ qua, đúng không ạ. Thì chúng ta thấy đây, Đạt Phương, S99, HBC, G36, rồi ok. Chúng ta xem thử một số cây nhá, CTR này, S99 này, S99, Đạt Phương, VC, nhập lộ, HBC, CTD, FCN, đúng không ạ. Chúng ta cứ lấy một số những cây mà khỏe nhất, thì chúng ta xem là dòng nào khỏe nhất hiện tại này. Khỏe nhất ở đây là S99, chúng ta xem thử chart xem. S99 thì đang mẫu hình tạo đáy thôi, chưa có gì nhiều, đúng không ạ, form tạo đáy. Nhưng mà nếu giả sử như nó quay trở lại vùng 13, mình thấy hoàn toàn nhá, hoàn toàn là đây là một cái vùng mà có thể gọi là mua để nắm giữ dài được, giá 13 nắm giữ dài thoải mái, đúng không ạ. HBC form thứ hai thì anh chị em thấy là cũng về nền này, không giảm được nữa, hôm nay bật lên rồi, khá ổn, đúng không ạ. Thì đấy, chúng ta sẽ lựa chọn cổ phiếu, nó không khó lắm. Xem thử Đạt Phương nhá, Đạt Phương thì nó chưa về hỗ trợ, mình kỳ vọng là về khoảng tầm 40, nhưng mà hôm nay bắt đầu hồi phục lên rồi và bắt đầu tạo hình thành đến đáy. Thì khi nào confirm thì khi nào nó vượt được cái vùng khoảng tầm 55 đấy, thì anh chị em chấp nhận là gọi là mua cao hơn khoảng tầm 10% đi, thì cho nó có một cái sự chắc chắn, đúng không ạ. Thì thông thường với mình khoảng tầm vượt 52 ok rồi, nhưng mà tốt nhất là vượt 55 thì nó sẽ ổn định nhất,
đấy, nó sẽ ổn định nhất, thì sau đó nó sẽ kiểm định lại bước 64 ăn 10 giá, đúng không ạ, là vùng EMA 200, và nếu như vượt được thì nó sẽ quay trở lại cái hộp, thì nó sẽ quay trở lại cái hộp. Đấy, thì đấy là một số cái ví dụ để cho anh chị em, để chúng ta đánh giá cho dễ về những cái ngành mà đang khỏe nhất, đúng không ạ. Viễn thông công nghệ thông tin này, xem thử con nào, VGI FPT đúng không ạ, thì ở đây là FPT quay trở lại này, mua FPT đấy. Action nó chỉ đơn giản vậy thôi, action nó rất đơn giản nhé. Rồi, cao su, cao su xem có gì không. DRC, DPR, PHR, RPR, xem thử một số mã đi, xem con nào khỏe nhất. DRC và DPR, rồi xem thử DRC nhá. DRC được giảm nhưng mà thực ra nó đang trong nền đúng không ạ, trong nền thì mình sẽ không gọi là quá ưa thích. Tất nhiên là gì ạ, tất nhiên là nó về đường EMA 100 tuần này, nó có nhúng qua, thật sự nó có nhúng qua rất xấu đúng không ạ, nhưng sau đó nó bật quay trở lại cái vùng 26-27, thực ra cũng là một cái vùng mà ăn gọi là ăn sóng hồi được, ăn sóng hồi lên tầm 31 đúng không ạ, ăn khoảng tầm 4 giá thì có nhiễm khoảng tầm gần 20% rồi, 20% chứ không ít đâu đúng không ạ. Còn tất nhiên là nếu như là nó quay trở lại 20%, nếu như mà nó quay trở lại cái vùng gọi là gì đây, anh chị em thấy test lại đỉnh đúng không ạ, test lại đỉnh, và nếu như là nó giữ chân ở trên vùng 28-29 này thì mình thấy hoàn toàn nó sẽ là một cái cơ hội tiếp theo thôi. Đấy, thì anh chị em hoàn toàn nhé, chúng ta nếu mà chưa có tài khoản là gọi là trên website Tech Profit nên đăng ký và có voucher cho anh chị em sử dụng miễn phí, chúng ta sẽ lựa chọn và lọc ra được rất nhiều cổ phiếu đúng không ạ. Còn lời cuối thì mình chia sẻ thêm một chút góc nhìn mình về index, thì có thể nói là hôm nay thì index nó có một phiên gọi là kinh sọt đấy đúng không ạ, và chúng ta thấy là nó giảm rất nhanh qua 1200, sau đó là gì ạ, sau hai phiên nó quay trở lại, vậy thì mốc 1200 vẫn là một mốc mà tương đối uy tín và an toàn cho index. Đấy, vậy thì anh chị em có thể mua ở quanh vùng 1200 này đúng không ạ, và ăn sóng hồi phục, sau đó nó điều chỉnh tiếp, rồi có thể là đi lên tiếp đúng không ạ, gặp cản, sau đó là gì ạ, điều chỉnh và thị trường nó bắt đầu là gì ạ, tạo sideways để làm gì, bởi vì rất nhiều cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi nó đã giảm rồi đúng không ạ, thì bây giờ nó sẽ tích lũy để cho một cái sóng mới. Ok, thì hôm nay video này thôi đúng không ạ, và để hy vọng là những cái gợi ý của mình có thể giúp cho anh chị em trong cái quá trình sắp tới có thể là bắt được sóng hồi nhanh hơn, cũng như là chúng ta gọi là đầu tư trong giai đoạn tới hiệu quả hơn. Anh chị em nào mà chưa có cái tài khoản trên website thì anh chị em đăng ký trên techprofit.vn nhé, tài khoản đăng ký miễn phí và được sử dụng miễn phí khoảng tầm 1 tháng, được chưa ạ. Và anh chị em nào thấy hay video này thì anh chị em có thể là cho mình xin một like và một subscribe kênh YouTube để ủng hộ nhé. Cảm ơn anh chị em rất nhiều, hẹn gặp lại anh chị em ở trong những cái video ngắn lần sau. Bye bye anh chị em, và hy vọng là những cái điều xấu nhất đúng không ạ, khó khăn nhất thị trường thì nó đã qua rồi, và trước mắt chúng ta thì nó sẽ gọi là có những cái điều tốt đẹp hơn để xảy đến anh chị em. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau. Bye bye.